kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Sư đoàn Bộ binh 330, 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2023. Sáng nay, tại Lữ đoàn Công binh 25 quân khu 9, Hội Cựu chiến binh Sư đoàn Bộ binh 330 tổ chức hợp mặt truyền thống lần thứ 5 năm 2023. Dự hợp mặt có Đại tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Giang Trà, Nguyên Quỹ viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Bí thư Đảng quỹ Quân sự Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hồng Lợi, Nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên phó tư lệnh, Kim tham mưu trưởng quân khu 9, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 330, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh sư đoàn bộ binh 330, các vị tướng lĩnh quân đội, nguyên là lãnh đạo ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và bộ tư lệnh quân khu 9, lãnh đạo tỉnh tham dự họp mặt có ông Nguyễn Thành Thế, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Long Sư đoàn Bộ binh 330, quân khu 9 được thành lập ngày 21 tháng 9 năm 1976 tại căn cứ Cổ Loa, xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long, nay là sở chỉ huy lữ đoàn công binh 25, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sư đoàn Bộ binh 330 là sư đoàn chủ lực, quả đấm thép của lực lượng vũ trang quân khu 9, được thành lập để tăng cường sức mạnh phòng thủ trên địa bàn chiến lược biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Sư đoàn Bộ binh 330 đã chiến đấu hàng ngàn trận lớn nhỏ, trong đó có hơn 400 trận trên tuyến biên giới mà tiêu biểu là trận Phú Cường ngày 19 tháng 1 năm 1978. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, sư đoàn được đảng nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 20 tháng 12 năm 1979, 24 tập thể 37 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều tập thể được tuyên dương lần thứ hai, thứ ba. Có 39 cán bộ đã phát triển thành những tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của đảng, của quân đội, ôm lại truyền thống dễ dàng của sư đoàn bộ binh 330 qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đó là niềm tự hào của những cựu chiến binh sư đoàn, cũng là hành trang để giáo dục cho thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay ra sức gìn giữ phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, tiến công nhanh, đột phá mạnh, ra quân là chiến thắng, đánh là dứt điểm của sư đoàn bộ binh 330, quân khu 9 anh hùng.